Và mến tặng những vị khách quý có mặt trong buổi tối hôm nay, lễ dỗ tổ của nghệ sĩ Dung Anh thực hiện. Và giờ đây thì Vân xin mạn phép mời tiếng hát Một Ngày Anh Kết Nghĩa của nghệ sĩ Dương Quốc Anh, đó là anh Hiếu, cùng nghệ sĩ Như Hạnh gửi đến lớp trích đoạn trong vở Tuồng Cải Lương, Hàng Mặc Tử, tức là Tâm Sự Mai Đình. Kính mời những vị quan khách kính mến cùng thưởng thức. Và Như Hạnh xin trân trọng kính chào tất cả quý vị quan khách, và cũng xin thay mặt Dương nghệ sĩ Dương Quốc Anh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị quan khách cũng như các anh chị em nghệ sĩ đã dành chút thời gian quý báu đến đây để chung vui trong ngày giỗ tổ hôm nay. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Và cùng để nói tiếp chương trình, Như Hạnh cũng xin được mạn phép toàn thể quý vị quan khách cũng như các anh chị em nghệ sĩ được hát với em Hiếu một trích đoạn cải lương được mang tên Tâm Sự Mai Đình ạ. Sợ cô đơn, bởi nắng em trọn đời sống sống yêu thương, buồn vui năm tháng anh sẽ tìm thấy ở bên em. Trời hãy gọi tên anh là Hàng Mặc Tử. Hàng Mặc Tử, ba tên đó như trần bão kinh hoàng vừa thổi qua biển cơn, đã làm sụp đổ quy nghi một thành quách quy nghi trầm mặc giữa. Sự nghiệp thì dần dần còn trong số gia trang, rồi đấy có ai còn nhớ đến cái tên Hàng Mặc Tử? Ngày gần nửa đời người anh yêu bạc tha phương, anh đã bỏ quên cái tên mình trong trên.
tên mà giờ quê hương dần chắc anh là phải không? Mà phải rồi, anh đã để khổ cho em suốt cả đời con gái. Anh chơi, anh chơi tự nhiên vào đấy, em chỉ mang theo con gái. Đó là cái tên của mẹ cha đặt cho anh, để anh không bỡ ngỡ lúc quay về. Tuổi xuân thời anh mang hết cho người ta, giờ tàn phế em dần về làm. Chắc chắn còn ai đứng đây mà dần dần không đến đời em mãi chịu thiệt. Anh chơi, anh chơi bày tâm lắm lắm, em mới tìm thấy ở anh một niềm. Mai Đình ơi, em đừng nói gì nữa cả, đã đầy đủ lắm rồi cuộc tao ngộ hôm nay. Hàng mặt tử chỉ là một bức danh mà người đời có thể lãng quên khi hồn thơ đã tràn. Khi tâm quyết anh ca tụng dần trăng sáng, khi anh là kẻ thơ nhận với khi sống tận nguyện. Bất kỳ cái tên nguyện trọng chí của anh mà ngày xưa em đã đem vào hồn chính. Mày đừng nghe nói nè, ngày xưa em đợi em chờ, thật sự bây giờ anh nói tiếng.